Hi, xin chào tất cả các bạn, mình là Hương. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một sản phẩm dưỡng da vô cùng tốt và an toàn, được mệnh danh là nữ hoàng dưỡng da tại Hàn Quốc nha. Đó chính là tinh chất bơ của hãng Skin AS. Sản phẩm này chắc hẳn cũng rất là nhiều bạn đã biết tới rồi. Nhưng mà bên cạnh đó còn rất là nhiều bạn chưa biết tới sản phẩm này. Nên hôm nay Hương sẽ chia sẻ cho các bạn để các bạn biết thêm về sản phẩm này nha. Tinh chất bơ là một sản phẩm được Ecorec thế giới công nhận là 100% hữu cơ. Nó đã chứa tới 99,6% là tinh chất của trái bơ rồi. Ngoài ra các bạn biết không, trái bơ nó là một loại trái có dưỡng chất nhiều nhất trong tất cả các loại trái. Bơ thì nó rất là nhiều công dụng trong việc làm đẹp và thường được các chị em chúng ta áp dụng trong việc làm đẹp da và làm đẹp tóc. Nhưng mà ở Việt Nam mình đâu phải mùa nào cũng có bơ để chúng ta làm đẹp, đúng không nè? Thì các bạn hãy nghĩ đến ngay đến tinh chất bơ của Skin AS ngay nha. Vô cùng tiện lợi và vô cùng tốt, không thua kém gì bơ tươi chúng ta đâu nha. Với tinh chất bơ của hãng Skin AS này, có một điều là Hương vô cùng ưng ý, vô cùng hài lòng, là khi nó là dạng tinh dầu, nhưng mà khi các bạn thoa lên da, nó sẽ không cảm giác bị bết rít hay là hầm bí da mình. Thoa lên nó thấm vào da luôn và nó sẽ tạo một cảm giác một lớp da căng bóng mịn màng ngay lập tức. Khi mà các bạn thoa vào tối hôm nay, sáng hôm sau bạn sáng thức dậy thì bạn sẽ thấy một làn da của bạn trở nên có sức sống liền luôn á, da căng bóng mướt liền và không có bết dính hay là khó chịu cho da, hay là cảm giác mình ngủ mình cảm giác khó chịu. Tinh chất bơ thì nó rất là nhiều công dụng, như là dưỡng cho da luôn căng bóng nè, xanh chắc hơn, xe khít lỗ chân lông, giảm mụn cám, làm đều màu da cho mình, chống lão hóa. Các chị mà lớn tuổi thì sử dụng tinh chất bơ này nó chống lão hóa rất là tốt, giúp da luôn căng lên đó, giảm vết nhanh cho mình, giảm cái vết đồi mùi hay là vết sạm cho mình luôn, giúp da sáng dần lên. Và đặc biệt một điều tinh chất bơ rất là thần kỳ ở chỗ là phục hồi da hư tổn, da nhiễm độc, da bị mỏng manh hay da bị nhạy cảm rất là tốt, rất tốt và hiệu quả luôn các bạn. Da thường thì da nhạy cảm thì khi mình sử dụng những sản phẩm khác thì nó sẽ bị kích ứng lên liền. Nhưng mà tinh chất bơ khi mà da bị kích ứng, mình sẽ thoa cái tinh chất bơ lên, nó sẽ dịu hẳn xuống và nó sẽ phục hồi da dần dần lại, cho da nó xanh chắc lại, thu nhỏ lỗ chân lông và da hồng hào hơn, có sức sống hơn. Như là Hương đây cũng từng bị dị ứng, bị da bị nhạy cảm rất là yếu và đã sử dụng tinh chất bơ này được 7 tháng, hết khoảng 3-4 lọ rồi á, thì da bây giờ nó phục hồi rất là nhiều. Các bạn thấy không, da mình hôm nay nó rất là căng mịn và có sức sống hơn trên đợt trước rất là nhiều. Một làn da mà bị sần sùi, bị khô, bị dị ứng thì mình cảm thấy rất là tự ti, mặc cảm với mọi người. Ra ngoài thì lúc nào cũng bị khẩu trang hết, ngại, rất là xấu hổ mà không dám tiếp xúc, mà ngại đi ra ngoài đường, không dám tiếp xúc với ai cả. Không biết là có bạn nào đã từng trải qua cái cảm giác đó không, chứ Hương cũng đã từng trải qua cảm giác đó, nên là Hương rất là hiểu cái tâm trạng của những người mà nỗi khổ của các bạn bị dị ứng hoặc là bị sử dụng cái kem trộn không rõ nguồn gốc mà bị hư tổn mà đang cần phục hồi. Thì các bạn đừng quên hãy sử dụng ngay tinh chất bơ này để phục hồi ngay hôm nay, thì Hương sẽ cam kết là sẽ phục hồi và hiệu quả cho các bạn có một làn da không sẽ khỏe hơn, sẽ chắc hơn, và sau này mình sẽ có một làn da đẹp hơn là mình cứ theo những sản phẩm mà chỉ trắng tạm thời và đẹp tạm thời như bây giờ thôi. Và tinh chất bơ này thì nó rất là dễ sử dụng với tất cả các mọi loại da và phù hợp với mọi lứa tuổi, như là kể từ em bé sơ sinh đến các chị em phụ nữ đang mang thai. Những em học sinh thì mới bắt đầu sử dụng mỹ phẩm thì sử dụng loại này rất là tốt, nên khuyên chân thành là các em nên sử dụng loại này để bảo vệ da và tạo bước cơ bản cho da mình chắc khỏe hơn, chứ đừng sử dụng các sản phẩm khác không rõ nguồn gốc thì nó sẽ hại da sau này, và lúc đó mình sẽ phục hồi rất là khó và rất là lâu. Và hôm nay Hương sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng tinh chất bơ
và áp lên trực tiếp lên da mình luôn để các bạn nhìn thấy rõ hơn nha. Đây là chai tinh chất bơ, nó có đầu bóp bên đây nè, mình sẽ bóp. Hương sẽ có hai cách sử dụng. Cách đầu tiên là mình sẽ nhỏ trực tiếp ra lòng bàn tay rồi thoa lên mặt, mình nhỏ khoảng từ 2 đến 3 giọt là đủ nha các bạn. Còn da người mặt ai mà to hơn thì sẽ sử dụng nhiều hơn chút. Đây, và mình xoa vào lòng bàn tay rồi mình sẽ áp lên mặt, sẽ massage, mình massage lên nha, kéo căng lên nha các bạn. Đó, bạn sẽ massage, cứ massage cho nó đều, cho nó thẩm thấu vào da. Có khi các bạn sẽ xoa như vậy và thoa lên để tạo sự thẩm thấu, chiêu tinh chất bơ thẩm thấu tốt hơn và thấm vào da tốt hơn. Sau khi các bạn cứ kéo căng lên massage như vậy, cứ làm động tác như vậy và sau đó vỗ nhẹ trong vòng 1-2 phút. Các bạn cứ làm như vậy cho đến khi bơ nó thẩm thấu vào da là được nha. Khi các bạn, đó các bạn thoa lên, bạn sẽ cảm giác rất là căng bóng nha, rất là căng bóng. Đó, sau bước tinh chất bơ này thì các bạn có thể dưỡng kem thoa lên thì nó rất là tốt. Hiện tại bơ này thì mình đã sử dụng được 7 tháng rồi và mình đã sử dụng lọ này là lọ thứ tư. Đây là 3 lọ, đây giới thiệu luôn của mình đã xài hết 3 lọ rồi đó, và lọ này là lọ thứ tư mình mới khui thôi. Không phải là tại vì mình hồi trước mình bị dị ứng nên mình sử dụng tinh chất bơ này để nó phục hồi lại á, và bây giờ đã phục hồi lại rất là nhiều. Bạn thấy không, da rất là khỏe hơn, căng và xây cái lỗ chân lông rõ rệt luôn. Ngoài ra thì cách thứ hai thì mình sử dụng là nhỏ trực tiếp lên mặt. Các bạn cũng sử dụng như vậy thôi, các bạn bóp và các bạn nhỏ trực tiếp lên mặt như vậy, vài 4-5 điểm gì đó. Rồi các bạn thoa, cũng thoa như vậy luôn. Thoa massage, nhớ là kéo căng. Đó, và xoa vậy cho bơ nó thẩm thấu vào da tốt nhất. Và vỗ nhẹ. Sau khi bơ thấm xong rồi mình sẽ thoa kem. Và Hương khuyên các bạn mà mới sử dụng bơ thì các bạn sẽ dùng cách đầu tiên nha. Vì mình sử dụng vào lòng bàn tay rồi mình thoa lên, như vậy thì nó vừa giúp cho ta mới thích nghi dần vào da mới sử dụng, nó sẽ dần dần thích nghi hơn và nó sẽ thẩm thấu tốt hơn, và nó tránh cái tình trạng bị dư nhiều quá. Các bạn nên từ từ để giống như cho nó thích nghi từ từ vậy đó. Đây, và đây là vỏ hộp của tinh chất bơ nha. Đây có tem chống hàng giả của công ty nè, và đã có hướng dẫn sử dụng thành phần. Và đây là mã vạch, các bạn có thể cắt chiếc mã vạch ở đây nha, hai cái này. Và giá của sản phẩm này là 760.000, chai 30ml, có thể sử dụng được 5 đến 6 tháng lận đó nha. Còn mình thì sử dụng cho người thân nữa, mình cho những em của mình sử dụng nữa nên nó mau hết. Sau khi thoa tinh chất bơ thì bước quan trọng không kém đó chính là kem dưỡng. Và Hương đang sử dụng kem dưỡng V10. V10 này đang rất là hot luôn và sử dụng cực kỳ đẹp da, cực kỳ tốt. Một sản phẩm này là hoàn toàn Inez thì lúc nào cũng là chanh. Kem V10 này chiết xuất từ trái cây và rau củ quả, cực kỳ thơm, mùi trái cây, mùi rau củ quả, không chất tạo hương, không chất tạo màu, nó rất là tự nhiên. Các bạn ngửi, khi mà các bạn mở nắp lên các bạn sẽ ngửi thấy được mùi cực kỳ dễ chịu. Nói chung là mình ngửi là mình muốn ăn luôn. Đây, mình Hương sử dụng đã được 3-4 tháng rồi mà mới được có chút xíu thôi, còn rất là nhiều. Hộp 100ml nhưng mà sử dụng chắc được, Hương chắc sử dụng chắc được cả năm, chắc được năm. Đây, Hương sẽ sử dụng lên luôn, test thử cho các bạn luôn nha. Kem, một kem sữa. Đó, các bạn thoa. Đó, Hương để mặt dày thoa tiện thể đi ngủ luôn. Đó, các bạn thoa đều.
hay là các bạn cũng massage xoa tròn, chất kem cũng rất là dễ thẩm thấu, không gây đi da, mùi cực kỳ dễ chịu, không gây rít nha các bạn, thấm luôn đó. À, các bạn cứ massage massage như vậy đó, kéo căng lên. Điều đặc biệt là kem này nó làm dưỡng trắng da rất tốt, rất hiệu quả. Khi các bạn sử dụng một thời gian là sẽ cảm thấy trắng lên ngay bằng mắt thường. Và đặc biệt là nó sẽ giảm cho mình những vết nám, vết đồi mồi, thâm mụn. Hoặc là các chị mà em lớn tuổi thì sử dụng loại này chống lão hóa rất tốt, giúp làm sáng da, giảm nhanh. Đó, thấm rất tốt. Và kem này thì rất là hài lòng, Hương sử dụng được 3 tháng mấy nhưng mà rất trắng hồng. Trắng hồng, không trắng mạch nha mọi người. Đó, rất là trắng hồng, giành được da da Hàn Quốc rồi. Kem này thì giá là 1.100.000. Các bạn nhìn thấy giá nó hơi cao nhưng mà thật ra nó không có cao đâu. 100ml lượng mà sử dụng rất là an toàn, rất là tốt, không sử dụng chất tạo hương. Thường thường các mỹ phẩm khác thì người ta sử dụng cái hương liệu để nó tạo mùi, hoặc là những cái chất thành phần như corticoid để cho hiệu quả nhanh, trắng nhanh hơn. Còn loại này thì bên Skinny thì không hoàn toàn là an toàn và tự nhiên, nên các bạn có thể yên tâm, loại này bà bầu xài được, sau khi sinh xài được, và hợp với mọi loại da và cũng hợp với mọi lứa tuổi. Và độ pH rất là an toàn, chỉ 5,5 mình có thể sử dụng được, nên các bạn có thể yên tâm, da nhạy cảm sử dụng rất là được luôn. Và da ai hư tổn sử dụng loại này thì nó phục hồi da lại rất là nhanh. Nói chung loại này rất là tốt, sử dụng kết hợp bộ đôi này cực kỳ tốt, cực kỳ tốt, cực kỳ tốt, cực kỳ tốt. À, ngoài ra thì một bước rất là quan trọng và cơ bản nữa mà các chị em mình không thể bỏ qua, đó chính là bước làm sạch da. Các bạn nên sử dụng sữa rửa mặt và toner để làm sạch da. Hai sản phẩm này Hương cũng đang sử dụng. Và đây là hai chai sữa rửa mặt và toner Hương đang sử dụng. Và đây cũng là chai thứ hai rồi. À, các bạn biết không, để cho da mình khỏe đẹp thì việc lựa chọn sữa rửa mặt rất là quan trọng. Thường thường thì các sữa rửa mặt khác trên thị trường có độ pH rất là cao và nó phá hủy cái lớp màng bảo vệ của da mình, nên da các chị em thường gặp các vấn đề như da bị khô đi, hoặc là dễ bị kích ứng, hoặc là mình dễ bị tiết nhờn nhiều hơn, nổi mụn, lỗ chân lông to ra. Thì việc lựa chọn thì các bạn hãy xem lại cái việc lựa chọn của các bạn, sản phẩm nó có an toàn hay không, hay là nó đang sử dụng rất là nhiều hóa chất như là chất cồn, hoặc là độ pH quá cao. Nên các bạn có thể sử dụng thử bằng giấy quỳ tím. Nếu mà nó chuyển sang màu xanh thì nó là độ pH cao, nó có bạn hướng dẫn theo trong cái giấy quỳ á, các bạn có thể sử dụng để các bạn kiểm tra thử cái độ pH của sữa rửa mặt và toner của bạn sử dụng có đúng hay không, an toàn hay không nha. Còn sữa rửa mặt của bên Skin AS là vô cùng an toàn vì độ pH của nó chỉ 5,5 và không an, hoàn toàn không chất tạo bọt. À, vô cùng lành tính nên các bạn sử dụng rất là an toàn. Khi mà rửa mặt một loại này, bạn sẽ cảm thấy được một làn da rất là căng mướt sau khi sử dụng. Và đặc biệt là nó bảo vệ cho lớp màng bảo vệ trên da của mình, chống lại các vi khuẩn, các tác nhân của bên ngoài cho da, nên da mình lúc nào cũng sẽ khỏe hơn. Còn toner là bước làm sạch sâu cho da mình. Khi bạn thoa lên, nó sẽ giúp cho da cân bằng độ ẩm và xê khít lỗ chân lông cho da mình, giúp da sáng hơn, cung cấp độ ẩm tốt hơn. Độ pH cũng 5,5 và hoàn toàn không cồn nha các bạn. Nên các bạn càng sử dụng thì bên Skin AS thì sẽ càng đẹp và da sẽ càng khỏe và đẹp một cách đẹp lâu bền và đẹp lâu dài, chứ không phải là một cách đẹp tạm thời như các loại mỹ phẩm khác trên thị trường hiện nay. À, ngoài ra Skin AS còn rất là nhiều sản phẩm dưỡng da an toàn và các sản phẩm mắt úp vô cùng tự nhiên và hot hiện nay. Các bạn nào quan tâm thì hãy inbox cho Hương hoặc vào trang để xem thêm nhé. Hương xin chúc tất cả các chị em có một làn da đẹp, khỏe, lâu bền và luôn luôn tươi trẻ.